Nào bây giờ chúng ta sẽ chèn các đối tượng nào. Hôm trước thầy đang dạy chúng ta là chèn các hình ảnh, à các hình khối. Rồi cả lớp nhìn nhá. Khi thầy chèn ra một cái đối tượng, chẳng hạn như là hình chữ nhật chẳng hạn. Chèn hình chữ nhật. Sau đó ta format hình chữ nhật này, chúng ta chọn nhấp chuột phải. Trật tự nhá. Chọn format shape. Đấy. Thế ở đây thầy nói rồi, no film có nghĩa là không tô cái gì cả. Đấy. Solid film là tô một cái nền đặc. Solid tiếng Anh có nghĩa là đặc. Nó đầy, nó không bị cái gì cả. Gradient có nghĩa là tô lan tỏa từ màu nọ sang màu kia. Các lớp chú ý nhá. Đây bây giờ thầy đang nhấp ở cái con trượt đây thì thầy có thể thay màu cho nó, thầy thay màu khác. Nó sẽ có màu khác. Cả lớp nhớ chưa? Đấy. Style là kiểu, kiểu tô, kiểu tròn này. Đấy, kiểu tròn thì nó ở góc này. Rồi kiểu phát là đường. Đấy, này, nó có mấy cái kiểu tô như thế. Thì các em chú ý như vậy. Ở đây thì chúng ta tô, đây là góc tô, các em chú ý nhá, góc tô này, thầy xoay này. Đấy, thầy xoay thì có cái góc tô nhá. Cả lớp chú ý cho thầy. Các em chọn vào cái con trượt nào đấy thì chúng ta chọn màu của nó. Ví dụ ở đây có màu xanh. Đấy, thì đó là màu xanh. Cả lớp nhớ chưa? Còn đây là góc tô, chúng ta có thể xoay cái kiểu tô của nó. Các bạn chú ý nhá. Rồi. Tiếp theo là phần tô bóng. Tô bóng thầy nói một lần rồi đấy, chúng ta đẩy con trượt lên. Nó sẽ có hiệu ứng. Size là cỡ của bóng. L là độ mờ của bóng. Nhớ chưa? Còn những chỗ này thì nó cao hơn. Chẳng hạn như chỗ này là tô 3D này. Đấy. Nó nổi lên cái G, cái viền. Nhá các em chú ý cho thầy, đây góc độ tô, góc độ độ tô của cái vùng viền. Thì chúng ta chọn cho nó đúng. Ví dụ ta cần cái gì thì ta chú ý mà cho thầy. Đây là tô gọi là mềm cái cạnh. Thì chúng ta là soft edge. Nghĩa là cạnh. Đó, các em ghi tiếng Anh vào đây. Đây là mềm cạnh. Mềm cạnh. Nha. Deep là độ sâu. Deeply có nghĩa là sâu. Là trạng từ, tính từ từ đấy. Contour có nghĩa là tô lung tung. Đấy. Thế còn đây là text box. Cái này phải phần chữ trong văn bản của nó. Thì chúng ta chú ý này, muốn thêm chữ vào đây chúng ta chỉ cần nhấp chuột phải. Chúng ta chọn Add text. Nhớ chưa? Đấy. Rồi bây giờ để sửa cái đường viền của cái hộp, chúng ta chọn cho thầy click chuột phải hay là double click, hay chúng ta gọi là click. Nhà chúng ta chọn add point. Các bạn hay đọc là click, các bạn nhớ chưa? Nhưng mà không được đọc như thế, đọc là click, là chuột phải. Sau đó chúng ta có thể di chuyển các điểm. Đấy, các nút ở đây. Chúng ta có thể uốn được cái gì? Chúng ta có thể uốn được cái đường cong của nó. Đấy, theo ý chúng ta. Đây có hai cái control nó điều khiển. Giống như là tiếp tuyến của đường cong tại cái điểm đó. Chúng ta có thể uốn cong lên. Cả lớp nhớ cho thầy nhá. Đấy, thầy có thể cong cái...
Thế thì cái gì chúng ta cũng vẽ được, khi mà chúng ta biết cái này rồi thì cái gì chúng ta cũng vẽ được khéo hơn. Đó, ví dụ thầy vẽ một cái đường này, nhớ chưa? Đó. Thì chúng ta chọn là Edit Point. Rồi à, bây giờ chúng ta lại có hai cái hình thì chúng ta phải đặt xếp nó theo thứ tự như thế nào thì các bạn, lúc này các bạn chú ý cho thầy. Thầy copy được một hình nữa bằng cách giữ Ctrl trên bàn phím và di chuyển vào đi. Đây thầy có hai hình nhá. Hai hình thì thầy các bạn chú ý, ví dụ như là thầy tô khác đi cho các bạn nhìn nó khác biệt. Đấy. Rồi hình này thầy cũng tô màu khác để chúng ta nhìn thấy rõ. Đây hai hình khác nhau, có màu khác nhau. Thế ta muốn cho cái hình này nó dưới cái hình kia thì chúng ta chọn, nhấp chuột phải chọn Bring to front ở đằng trước. Bring forward có nghĩa là nó sẽ đi tiếp lên, ví dụ có nhiều đối tượng thì nó lại ra đằng trước. Đấy. Còn send back có nghĩa là đưa vào bên trong. Send behind text có nghĩa là ẩn phía dưới của văn bản. Các bạn nhớ cho thầy nhá. Đấy. Thì hình nó cũng giống như là văn bản thôi, nó cũng giống như là picture. Và lớp đi các em cứ vào không hỏi thầy nhá. Thì cái này nó cũng là trộn giống như hình ảnh thôi, nó có tính năng tương tự với picture và image. Đấy. Thì chỗ takeout này là giống như phần trước ta học nhá. Nghĩa là cái gì mà chúng ta đã biết rồi thì chúng ta tự động làm thế cho thầy. Hyperlink là đường liên kết, siêu liên kết. Chúng ta chọn hyperlink thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái phần này. Chúng ta chú ý cho thầy. Excerpt file web page có nghĩa là thầy chọn vào một cái trang web trên mạng thì nó sẽ liên kết đến cái trang web đó. Nhớ chưa? Current folder có nghĩa là cái thư mục hiện tại chúng ta đang chọn, đây nó là document. Thì chúng ta có thể chọn cái thư mục nào khác để chúng ta có văn bản thì đã liên kết vào đấy. Đấy, chẳng hạn như là vào lớp đi các em cứ vào đi, không phải hỏi. Đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta xem là có chỗ nào. Chẳng hạn như là bài tập, chẳng hạn, thì nhấp vào đây, ok. Đấy. Thì nó là siêu liên kết đưa nhập vào. Nghĩa là những trong những phần này là thầy đã nói cho các em là hết những cả những cái tính năng ở bên trong. Rồi. Bây giờ chúng ta chú ý cho thầy. Chú ý quan trọng nhất đó là chuyển đến đằng trước, chuyển vào bên trong. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng là nhìn thẳng thì nó là từ ngoài vào trong. Còn ở trên này thì có nghĩa là từ nó xếp theo một cái chiều từ bên trong ra bên ngoài. Thì chúng ta chú ý cho thầy. Rồi thầy chuyển vào trong này, cái hình này vào bên trong. Đấy thì lập tức cái hình dưới nó lại lên đằng trên. Các bạn nhớ chưa? Không có lại bảo là em không biết cách nào để làm cho chúng nó chuyển vào trong. Được chưa cả lớp? Hiểu chỗ này nhá. Đấy. Còn các em chú ý này, trên này Shape Fill là tô, nó cũng giống như ở đây thôi. Sub Outline là chúng ta cho cái đường outline của nó có màu gì đấy. Chúng ta chọn màu xanh này chẳng hạn. Width có nghĩa là độ dày của cái đường viền. Chúng ta có thể chọn vào đây, mỏng, dày dần. Nó to dần lên. Thin thì nó dần dần thành thick. Đây là màu, đây là đường gạch. Đấy, chúng ta có thể more line thì chúng ta chọn thêm vào bên trong bên này. Nghĩa là đây nó cũng giống ở đây. Các lớp chú ý cho thầy nhé, đây nó cũng giống ở đây. Đấy. Thì chúng ta có thể vẽ được rất nhiều biểu đồ các thứ nhờ bằng cách là chúng ta có thể gì edit point để nó chuyển thành cho chúng ta thành các đường cong ta điều khiển. Đấy, điều khiển. Còn chúng ta đưa vào một vị trí không có point, chúng ta chọn thêm point.
Đấy. Đấy, chúng ta thầy lại thêm được một cái nút nữa ra, nhấp vào. Rồi. Đấy, thêm point nhá, nhấp và kéo. Nhấp chuột trái và kéo. Đấy, thì chúng ta được thêm point. Trật tự đi các bạn ơi. Nói to hơn cả thầy rồi. Đấy là cái phần thầy nói về các hình khối. Thì cái hình nào cũng vậy. Chúng ta vào mũi tên. Chẳng hạn mũi tên đây. Chúng ta vẽ nó sẽ ra một mũi tên. Đó. Và lớp đi cứ tự động vào, không phải hỏi thầy đâu. Rồi chúng ta có thể sửa cái mũi tên này bằng cách là chúng ta đưa ra đây. Đấy, mũi tên của chúng ta lại được thay đổi. Đúng không? Đó. Chúng ta muốn thay đổi, chúng ta edit point là chuyển, là thay đổi các điểm, các góc. Ok chưa? Nghĩa là không phải là nó, chúng ta cứ chọn cái hình là nó thành cái hình đấy, mà chúng ta có thể thay đổi nó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục vào phần tiếp theo. Đó là Smart Art. Đây là một cái bộ người ta cho sẵn để chúng ta làm các biểu đồ cho nó theo các hình cơ bản. Chẳng hạn như là các bạn muốn chèn một cái, các bạn có thể nói một cái gì đó sơ đồ. Các bạn có thể chèn nó đây, các bạn đánh ví dụ như là đây là gì nhỉ? Nó có ba cái đường tròn thì nó nói về ba tiến trình mà chúng ta trong bài chúng ta trình bày, ví dụ như là đây là bắt đầu, đúng không? Chúng ta ghi vào. Đấy. Thì các em nó, chúng ta nhìn thấy luôn là trên đây đã có các hình khối và đánh, chúng ta chỉ việc nhấp chữ thôi. Edit text vào đây. Ví dụ là begin. Rồi chỗ đây là chúng ta có thể ghi là end. Đấy. Chỗ đây là chúng ta có thể ghi là gì? Content. Đấy. Đấy là thầy nói là trong chỗ này chúng ta có thể tìm được những cái hình khác nhau. Đây thì chúng ta có thể thay đổi cho cái kiểu chữ của chúng ta. Đấy. Các bạn có thể thay đổi cho thầy nhá. Đấy là cái hình mà chúng ta muốn trình bày. Bên cạnh bên này thì nó có ấy, chúng ta chỉ việc sửa thôi. Đây, bên đây các bạn có thể chỉ việc sửa. Sửa trực tiếp đây được mà sửa vào đây cũng được. Nhớ chưa? Đấy. Trong các tình huống về trình bày văn bản, các bạn có thể chèn các hình vào. Vào lớp đi, các bạn không phải hỏi thầy nhá, cứ vào đi muộn thì cứ vào ngồi, kiểu muộn quá thầy mới hỏi, còn không thì các bạn cứ vào đi. Thế là thầy đã xong dạy chúng ta xong cái phần chèn hình ảnh. Các em phải chủ động tính toán và làm cho thầy. Đây, chúng ta vào đây nhá. Chẳng hạn một bạn mà muốn nói về sơ đồ của một nhóm, đang có kế hoạch làm cái việc gì, chúng ta chọn cho nó hợp lý. Đây cũng là một cái kiểu mới. Đấy. Các bạn có thể chèn vào, đánh văn bản vào đây. Nha, bên cạnh chúng ta, chỗ chúng ta đây có cái cột Navigator để cho chúng ta, để chúng ta chỉnh sửa. Các bạn chú ý tiếng Anh đi học. Navigator. Navigation có nghĩa là để thao tác. Thao tác chúng ta chọn vào đây nhé. Đấy là cái cột như thế. Chỗ đây có cái mũi tên, các bạn có thể tắt ẩn các chức năng menu đi. Đấy, các bạn có thể là ẩn nó đi. Thì nó chết trên này, chúng ta lại chọn vào đây, nó lại ra. Nhớ chưa? Không đến lúc mất rồi lại cứ hỏi là ở đâu thầy ơi em mất. Sortable and comment có nghĩa là nó sẽ hiện ra cái bảng.
những cái bản này và các lệnh trên cái đường Richmond. Richmond có nghĩa là nó là một cái giải trang trí, ở tiếng Anh chúng ta hay dịch ra là giải duy băng, nhưng mà đọc thế ai đọc như thế. Ngày xưa các cụ phi năm rất buồn cười, thủ đô Washington thì đọc là hoa thịnh đốn, nhưng mà khó đọc tiếng Anh, đâm ra là các cụ cứ đọc truyền miệng nhau này, nó thành thế. Ví dụ cái bang của Mỹ có tên là California thì các cụ đọc là California, đúng không? Nếu mà chúng ta sang Mỹ chúng ta mà nói thế thì làm sao mà nói hiểu bang gì được. Đấy, các em thực hành cho thầy nha, vẽ sơ đồ một kế hoạch học tập của lớp. Các em có thể lựa chọn cho thầy một cái biểu đồ cho sẵn. Đấy, thoải mái chọn theo một ý nghĩa gì đấy mà chúng ta cần sâu cho thầy giáo hoặc là cho cô giáo trong cái việc trình bày một cái chủ đề mà các em đang thảo luận, để các em có thể chọn những chỗ này. Đấy. Ví dụ như đây cũng là một kiểu, đúng không? Họ đưa ra để mình trang trí cho nó tốt. Đấy, bây giờ thầy dành cho một ít phút để chúng ta thực hành. Các bạn có thể tự nghĩ ra cái kế hoạch của mình để chúng ta trình bày một cái topic mà các bạn đang bàn luận trong các môn học khác, không phải môn học tin đâu nhé. Đấy. Kế hoạch mà lớp chúng ta đang phải triển khai chẳng hạn như là chuẩn bị 20 tháng 11 thì chúng ta làm cái gì, hoặc là cắm trại chúng ta làm cái gì, hoặc là chúng ta đang làm một cái bài tập lớn, vân vân, thì chúng ta có thể chọn cái này cho thầy. Đây là các sơ đồ gọi là bắt mắt để cho chúng ta có thể vẽ ra. Đấy, cả lớp chú ý nhá. Sau khi ra thế này rồi thì các em có thể thay màu cho các hộp này tùy các em. Các em có thể chọn cho nó màu vàng chẳng hạn. Thì cái đây là màu vàng, các bạn có thể chọn màu xanh, nó là màu xanh. Các lớp nhớ chưa? Dễ không? Rất là dễ, đúng không? Lúc chưa nhìn thấy thì bảo nó khó, nhìn thấy rồi lại dễ ngay. Đấy. Và lớp thì em có thể chọn màu đỏ. Vì máy chiếu nó không thật với lại cái hình ảnh trên máy tính của thầy đâu. Máy chiếu nó hơi mờ. Sao? Em có thể chọn. Em bảo sao? Muốn thêm cái nữa? Thêm cái nữa thì em copy ra. Đây. Giữ phím Ctrl hay là tách ra đã nhé. Đây, em có thể vào Home, em chọn Copy. Xong em chọn Paste. Đấy. Ba ô thì nó hơi nhỏ, nó hơi to, nó không chặt chỗ. Đấy. Cho nó nhỏ lại. Ô, sao lại nhỏ mãi đi. Đấy. Xong các em copy phần này ra đây, các em copy. Copy, paste. Đấy. Xong xóa bớt đi. Nhiều cách mà. Nhá. Hoặc là chèn thêm. Rồi thầy đăng cái này lên YouTube nhá, like thật nhiều nhá. Nhớ chưa? Xong tí nữa thầy lại làm tiếp một bài nữa, không có nó chật bộ nhớ nó sẽ dừng.